Bim Bim đến đây, Bim Bim đến đây. Em Sang thổi được bóng chưa? Ôi dồi ôi, chị trang trí xong rồi mà chờ em Sang thổi mãi, thổi quả bóng mãi không xong. Đây, Bim Bim treo ở đây. Đấy. Treo Bim Bim vào đây này. Bim Bim. Sao bạn hiếm với cả Doraemon đến lâu thế nhỉ? Đây. Tên 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 tên. Đẹp chưa này? Hay là quả bóng này của em Cam bị thủng rồi? Để chị thử thổi quả này nhá. Quả này cũng màu hồng này. Đấy. To chưa? Đây rồi, tớ đến rồi đây cho cậu ơi. Mimi. Wow. Đẹp thế nhỉ. Doraemon đâu? Doraemon ơi, lại đây nào. Lại đây nào. Đây cậu ơi, Doraemon đây rồi. Nào, các mình tổ chức sinh nhật cho Doraemon đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cậu ơi. Nó lại vừa chạy qua đây. Hình như là quả dâu tây. Một quả dâu tây. À đúng rồi, quả dâu tây thì mới có màu đỏ như thế cậu ơi. Nhưng bình thường tớ chỉ thấy quả dâu tây nó bé như 2-3 đầu ngón tay là cùng đấy chứ. Làm gì có cái quả dâu tây này mà nó to như thế à cậu? Mà tại sao nó lại chạy hốt hoảng như thế nhỉ? Hình như có điều gì không ổn cậu ạ. Mimi. Nó chạy ở đây cơ mà. Sao ra đây bây giờ không thấy đâu nhỉ Trang nhỉ? Cậu có nhìn thấy không? Hay là nó trốn ở đâu rồi cậu? Có khi nào nó chui xuống các cái khe này không? À mà không phải, cái con đấy nó to như thế này cơ mà. Thế thì không phải đâu, có khi nào nó lại đang chui ở trong các cái bụi cây này này cậu ạ. Chui trong các cái bụi cây này? Đúng rồi. Sao tự nhiên nó lại chạy nhanh thế nhỉ? Hay là nó thấy bọn mình đuổi nên nó chạy nhanh? Cái quả dâu tây này trông đẹp lắm cậu ạ. Anh em ơi, cái gì là đây rồi. Đâu Trang nhìn thấy cái gì cơ? Đây này á, đây là cái đống tro nhưng mà nó lại có hai cái gì thò lên như này này. Đúng rồi, trông bình thường tro nó màu đen cơ, cái này này màu xanh cậu ạ. Nhìn trông như này hai cái dép cậu ơi. Để tớ thử bới ra nhá, xem bên trong nó là cái gì. Em Cam để đấy để chị ấy cho, không là nóng đấy. Ở đây vừa có một cái đống lửa đốt lên đấy, thế này là nó ra những cái tro như này đấy. Đây, để tớ bới ra nhá, xem cái gì bên trong. Ồ, cái gì cậu có ơi? Cái gì đỏ đỏ cậu ơi? Ui, Cam cầm ra nhanh thế. Cái wow. Gì đây? Đây có phải là cái quả vừa nãy chạy qua chúng mình không? Cam đưa đây anh xem nào. À, quả dâu tây. Đúng rồi, một quả dâu tây khổng lồ này. Như này, nó có hai cái tay, hai cái chân và đôi mắt ngộ nghĩnh chưa? Còn có cả mồm nữa. Trên người thì có những cái đốm đen đen. Con này vừa nãy khả năng cao nó chạy nhanh quá, thế là bị ụp mặt xuống cái này này cậu ơi. Ô, cái quả này nó còn nhảy nhảy được này cậu ơi. Cái chân nó thì chạy. Này nhưng mà dâu tây ơi, tại sao cậu lại cắm đầu vào đây thế? Không phải là cậu dâu tây cậu ấy muốn như thế đâu. Khả năng cao vừa lúc nãy chạy nhanh quá, phanh không kịp thì mới đâm vào cái bụi này cậu ạ. À, thế là do chạy nhanh quá vấp ngã xong mới phi vào đây xong mà không ra được. Hai mai có ba về tổ chức sinh nhật rồi Doraemon đi. À, tớ quên mất đây. Vừa đây bọn mình đang tổ chức sinh nhật cho Doraemon mà cứ mãi đuổi theo bạn dâu tây này. Bây giờ chạy ra đây rồi. Thôi, bọn mình về tổ chức sinh nhật tiếp đi. Tên. Tổ chức sinh nhật tiếp thôi nào. Ủa? Đâu rồi? Pano sinh nhật, Bim Bim. Các thứ đâu hết rồi? Oh no. Doraemon nữa. Bạn Doraemon đi đâu mất rồi? Chắc là chúng mình mày đuổi theo bạn dâu tây. Đây là bạn Doraemon dỗi rồi cậu ơi. Bạn ấy mang hết các cái đồ đạc mình tổ chức sinh nhật đem về nhà rồi. Ồ, mình đi để mình mang bạn dâu tây về cùng tổ chức sinh nhật với Doraemon mà. Sao Doraemon lại đi đâu rồi? Không được rồi Trang ơi, có lẽ bọn mình phải đi tìm Doraemon thôi. Tìm Doraemon quay lại để tổ chức sinh nhật tiếp chứ. Chứ đang vui, làm sao mà không tổ chức nữa được. Doraemon ơi, cậu ở đâu rồi? Doraemon ơi, tối rồi mà chúng mình mãi không tìm thấy bạn ấy cậu ơi. Tớ cũng không biết được nữa. Không biết là trong lúc bọn mình đi tìm dâu tây, Doraemon chạy đi đâu mất rồi cơ. Ô, Bim ơi, ở đây này vừa có một vụ cháy ở đây này cậu ơi. Hay là để tớ thử bới ra xem bạn Doraemon có chạy nhanh quá mà như bạn dâu tây vừa nãy không nhỉ? Cậu có nhìn thấy gì trong đấy không? Không có gì cậu ạ. Nhưng mà tớ nhìn thấy ở kia có cái gì kìa cậu ơi. Để em xem nào. Đây là cái gì? Trông nhẹ lắm. Đâu rồi đây, anh xem nào. Nhìn thì trông như là một cái tên lửa ấy. À, đây trông như là một quả bom ấy cậu ơi. Quả bom á? Ờ,
không phải tên lửa à? Hay là một cái phi thuyền không gian ý? Để tớ thử bóc ra xem bên trong là cái gì cậu ơi. Ở ngoài có một lớp giấy bóng này. Đây, được rồi này. Hình như có cái nút ở đây này, cậu thử ấn nó xem nào. Đây á? Đúng rồi. Tớ ấn nhá. Cậu ấn gì? À, nó gọi lên cái gì kìa cậu ơi. À, đây là một cái tàu con thoi, tàu du hành vũ trụ đấy cậu ơi. Khi bay lên là nó sẽ bắn cái đầu đấy ra để bay vào không gian đúng không? Đúng rồi. Vẫn chưa tìm được bạn Doraemon. Kỳ lạ thật đấy. Trang ơi, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Tiếng có cái tiếng con gì kêu ấy. Tiếng gì mà nghe nó sợ sợ ấy cậu ơi. Nó phát ra từ đây này cậu ơi. Con gì thế này? Nó có màu tím, lại còn có hai cái đôi cánh dài và hai cái tai dài nữa này. Cả mắt cả mồm kìa cậu ơi. Ui, nó đang cười. À, nhím ơi, cậu biết đây là gì không? Đây là một con chim. Cậu ơi, không phải đâu. Không phải là nó cứ có cánh, nó là con chim đâu. Nếu mà cánh chim ý, thì nó phải có lông cơ. Còn cánh con này, nó có những cái đường gân đây này. Xong rồi nó lại còn có hai cái tai nhọn lên như thế này. Tớ đoán đây là con rơi đấy cậu ạ. Con rơi á? Đúng rồi. Thế nhưng mà đây sao là một con rơi đấy? Nó kỳ lạ vậy nhỉ? À, đây là một cái đèn con rơi. Đèn này để xách đi buổi tối đi chơi ấy cậu ơi. À đúng rồi, khi mà bật đây này, nó có những cái ánh sáng này. Nếu như đến tối mà mình vẫn chưa tìm được bạn Doraemon thì mình vẫn có thể cầm cái đèn con rơi này mình đi mình xoay được cậu ơi. Sao tìm mãi, tìm hoài mà cũng không thấy như nhỉ? Nó cứ bay lơ lửng thế này nhỉ? Cái gì hình tròn trông như quả bóng ý? Để tớ thử bắt nhá. À, tớ bắt được rồi. À Nhím ơi, tớ tìm được Doraemon rồi này. Đâu 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 cậu ơi, Doraemon đâu? Đây. Ô, sao vừa nãy Doraemon có cả người, cả chân, cả tay cơ mà. Sao ở đây chỉ có mỗi cái đầu thế nhỉ? Bạn Doraemon này mèo máy mà. Khả năng cao là bạn ấy đang chui ở trong cái quả cầu này này cậu ơi. Bạn này cũng có hai cái mắt này, cũng có cái mũi này, có cái râu này và cả một cái mồm rất là to. Đây chắc chắn là Doraemon ở trong này rồi. Để tớ thử bóc ra nhá cậu nhá. Đây này. Sao bạn ấy trốn kỹ thế nhỉ? Bạn ấy trốn như thế này, thế nào mình tìm mãi cả chiều nay chả tìm thấy luôn. Mở quả cầu ra này. Có bạn Doraemon không? À, đây rồi, Doraemon đây rồi. Ui, bạn ấy trốn kỹ thật, bạn ấy còn cầm cả cái đèn pin của bạn đây này. Đây rồi, Doraemon ơi. Yeah, Doraemon đây rồi. Cuối cùng bọn mình đã tìm được Doraemon rồi. Yeah, thế là chúng mình đã tìm được Doraemon rồi. Bây giờ chúng mình hãy về tiếp tục tổ chức sinh nhật cho bạn Doraemon đi.